Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị về một cái mảnh đất có 4HA. Giới thiệu với quý vị thì mảnh đất 4HA là một mảnh đất rất là to, diện tích rất là lớn. Và quý vị có thể thấy được rằng là mảnh đất 4HA mà tôi đang giới thiệu cho quý vị ở đây thì đầu tiên là cũng chia sẻ với quý vị là sổ sách đầy đủ. Nó có 400 thổ cư và nó có vài nghìn đất vườn và đất trồng rừng. Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được thì cái mảnh đất này thì gia chủ hiện nay không còn ở đây nữa. Còn những cái bãi chè, những cái cây ở trên cái mảnh đất này thì vẫn còn. Và cái bãi chè này thì được những người dân xung quanh người ta làm. Điều đặc biệt ở cái mảnh đất này thì quý vị cũng có thể thấy được rằng là trên cái mảnh đất này nó có bãi chè rất là đẹp rồi. Tuy rằng là người thì không ở đây nữa, thế nhưng mà một cái khu vực như là cái bãi chè thì được các cái dân ở bên cạnh người ta làm thì nó rất là đẹp. Còn về cái bên trên, tức là cái căn nhà mà gia chủ người ta trước đây người ta ở, thì cũng xin chia sẻ với quý vị là có một số các cái cây gỗ như là cây sấu, cây xoan cũng khá là to. Ở trên đỉnh này thì một căn nhà cấp 4, trước đây là gia chủ sống là cũng đầy đủ nhà chính và nhà bếp, nhà ngang. Đấy, hiện nay thì không còn ở đây nữa. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị, để cho quý vị ngắm được cái mảnh đất 4HA nó như thế nào, đúng không ạ? Xung quanh cái mảnh đất này thì ở cái vế đằng trước là một con suối chạy qua. Đây là cái nhà cấp 4, cái bếp rất là đầy đủ, đúng không ạ? Mảnh đất này thì khu vực mà người ta làm nhà thì nó khá là bằng phẳng. Còn cái phía đằng sau nhà và đằng sau bếp thì giới thiệu với quý vị là một đoạn ở cái mặt chính ấy, thì nó rất là phẳng rồi. Đằng sau nó cũng khá là phẳng. Và sau đó này nó cứ dốc dần, nó cứ leo dần lên trên đỉnh của những cái quả núi ấy. Và chia sẻ cho quý vị thì những cái quả núi mà trên đỉnh thì chia sẻ với quý vị là nó nằm hết lên đến tận đỉnh của cái vế bên này. Xong bắt đầu là nó trườn xuống, chứ nó không có sang hẳn cái vế bên kia của quả núi, nó chỉ có một cái mặt bên này thôi. Trong cái 4H thì giới thiệu với quý vị là rất là nhiều các cái cây. Hiện nay thì trong 4H thì chủ yếu là trồng về cây keo. Còn một số ở đằng sau nhà này thì trồng cây chè, mấy đằng trước là trồng chè. Đấy, chúng tôi thì rất là mong muốn là cái mảnh đất mà chia sẻ cho quý vị để cho quý vị xem. Ở đây thì cũng có một số khách tôi cũng dẫn vào trong này để xem cái mảnh đất này. Tuy rằng là khách hàng xem mảnh đất này thì giới thiệu với quý vị là cái giá thì là 400 triệu một hát. Và đây nó là 4H thì nó sẽ rơi vào 1,6 tỷ. Và trong khi đó là chúng ta được rất là nhiều cây cối này. Và thổ cư được 400 này. Đất vườn tạp cũng được rất là nhiều, được mấy nghìn này. Đấy. Một số khách thì cũng đã điện thoại, tôi cũng đã dẫn lên đây để xem. Và một số khách thì không xem trực tiếp được thì tôi check cái video này để cho khách xem. Thế cho nên là giới thiệu với quý vị là như này. Có rất nhiều khách là đang muốn là làm các cái trang trại như là chăn gà, chăn lợn thì nó hơi bẩn, chăn lợn thì nó hơi vất vả một chút, nước thải ra thì nó ra suối thì nó sẽ ô nhiễm. Chủ yếu là chúng ta sẽ chăn gà là một này, chăn trâu, chăn bò. Rất là nhiều người cũng đã hỏi bạn là nếu mà chăn trâu, chăn bò thì có được không? Hay là một số người thì hỏi là trồng cây thuốc, tức là cây thuốc nam ấy, thì quá tốt. Thực ra đất ở đây nó cũng khá là đẹp. Cây trà, cây chiếc, cây ở đây nó lớn rất là xanh tốt như thế này thì rõ ràng là nó cũng khá là màu mỡ, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thuận về cái vấn đề gì thì chúng ta nên sử dụng. Còn tôi hôm nay thì cũng chỉ giới thiệu cho quý vị cái mảnh đất này cách trung tâm của thị xã Phổ Yên là 15 cây số. Mảnh đất này nó cách bên Đại Lải kia có, tức là nếu mà cách đất thì nó chỉ cách có khoảng độ mấy trăm mét thôi. Đấy. Thế cho nên là mảnh đất nó cũng khá là tiềm năng. Đường xá thì rất là thuận khi mà vào đây, chúng tôi đi vào đây bằng ô tô. Thế cho nên là chia sẻ với quý vị thì tôi cầm cái máy thật sự với quý vị là cứ check không đứng yên, cho nên là nó cứ lộm xộm loạn xoạng như này. Chúng ta đi rừng mà. Đây là đường ra. Đường ra thì cái mảnh đất này là bê tông là vào đến tận cổng rồi. Bê tông khá là to. Đấy, quý vị nhìn con ô tô bên kia chưa? Đấy. Trong tất cả các cái video mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị ấy, thì cũng rất là mong quý vị hãy đăng ký trên kênh. Những người mà kinh doanh về bất động sản hay là những người đam mê về tìm hiểu những cái mảnh đất làm trang trại hay là những mảnh đất thổ cư, xây nhà biệt thự thì quý vị cứ đăng ký vào kênh. Chúng tôi chuyên đi tìm các cái mảnh đất đẹp để chia sẻ cho mọi người. Sau cái video này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều các cái video tiếp theo tìm những mảnh đất đẹp cho quý vị, để cho những nhà đầu tư được đầu tư những mảnh đất giá chính chủ, cho nên là nó sẽ rất là tốt. Đây là chúng tôi đang bắt đầu trên đường về. Hôm nay đi thì khá là muộn, thế cho nên là về là nó hơi tối. Quý vị thấy không ạ? Trong khi mà chúng tôi chia sẻ các cái video như thế này cũng rất là vất vả, rất là phức tạp luôn. Bởi vì đi quãng đường 15 km không phải là đơn giản như chúng ta đi đường nó bằng phẳng. Mà từ nhà vào đây nó mất cái khoảng từ dưới chân này lên khoảng độ 1,5 cây là đất là nó leo núi, leo lên rất là cao. Chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị đăng ký